Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị doanh nhân, các anh chị em thành viên BNI đang theo dõi chương trình My BNI Story. Được thành lập tại Mỹ, từ năm 1985 đến nay, BNI đã có mặt tại 79 quốc gia với 288.000 thành viên trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, BNI đã có 8.500 thành viên trên khắp cả nước. Và chương trình My BNI Story hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ anh Phạm Như Đồng, hiện tại là thành viên của BNI Chapter River. Anh Đồng vừa mới vào BNI được một thời gian không dài, 5 tháng, nhưng anh Đồng đã có những kỷ niệm cũng như những bài học sâu sắc với BNI. Và hôm nay chương trình rất vui mừng được giới thiệu anh Phạm Như Đồng với toàn thể các anh chị. Xin kính chào anh Đồng ạ. Anh Đồng có thể tự giới thiệu về bản thân cũng như công việc của mình và lý do tại sao anh tham gia BNI được không anh? Dạ. Xin cảm ơn anh Hoàng Nam, xin cảm ơn tất cả các đồng đội cũng như tất cả các quý vị trên màn hình. Tôi Phạm Như Đồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty Tri Thức Việt. Chuyên ngành chính là kiểm toán độc lập. Ngoài ra chúng tôi còn có các ngành bổ trợ khác như là dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và dịch vụ khác hỗ trợ doanh nghiệp. Tôi vào BNI vào đầu tháng 10 năm 2021, đến nay được 5 tháng. Đó là một điều rất là vinh hạnh của chúng tôi, tôi cũng như là của công ty chúng tôi. Lý do tôi vào BNI đó là một cái cơ duyên và tình cờ gặp được những người bạn chân thành đã hướng tôi vào BNI. Và ngày đầu tiên họp thì tôi cảm giác là BNI rất tuyệt vời. Đó là thứ nhất là trách nhiệm, tinh thần đồng đội và sự kết nối rất là cao, cho nên tôi quyết định gia nhập BNI vào buổi tham gia thứ hai. Xin cảm ơn. Rất là nhanh đúng không anh? Yeah. Anh đưa ra quyết định chỉ sau có 2 lần họp. Yeah. Câu hỏi đầu tiên, vâng, mà tôi muốn gửi đến anh Đồng á, là với ngành nghề kiểm toán độc lập, ngành nghề khá là chuyên môn. Yeah. Tại sao anh lại vào BNI? Anh mong muốn gì ở BNI? Và cái việc mà đang từ một ngành đặc biệt đó, anh tham gia BNI thì anh có gặp khó khăn gì không ạ? Yeah. Thì cũng xin trình bày như thế này. Đúng là ngành nghề kiểm toán độc lập đó là một ngành nghề có điều kiện và đòi hỏi về chuyên môn và đối tượng khách hàng thì hiện tại ở Việt Nam mình cũng là cũng bị giới hạn. Đó là một số đối tượng như là FDI, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, hay là những công ty niêm yết, công ty đại chúng và những công ty doanh nghiệp nhà nước. Còn xây dựng cơ bản là vốn ngân sách nhà nước đầu tư. Còn lại là những đối tượng khác là khuyến khích, như là khuyến khích vay ngân hàng, hay là khuyến khích cho báo cáo cho chủ đầu tư, hay là khuyến khích về các cái bên thứ ba theo yêu cầu. Tuy nhiên ở đây mình vào BNI không phải là vì BNI trở thành là thành viên BNI trở thành là khách hàng của mình, mà đồng đội BNI sẽ là những cầu nối để mà mình phát triển khách hàng của mình. Đó là mục tiêu chính của mình. À, một cách tiếp cận rất là lạ đúng không anh? Yeah. Như anh có phân tích thì đó rõ ràng là cái tệp khách hàng trực tiếp của anh ấy, nó khá là khác biệt. Đó là những cái công ty đại chúng, những công ty FDI, những cái công ty mà mình nói chung đó là phải là lớn, có vốn nhiều. Thế nhưng với cộng đồng BNI thì là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà cái cách tiếp cận của anh thì đã mở ra một cái gợi mở hoàn toàn khác, để cho chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể tham gia BNI, đúng không anh? Dạ đúng ạ. Vâng. Với thời gian là 5 tháng thì ấn tượng với BNI của anh là gì? Và anh đã đạt được những thành công như thế nào? Anh có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Dạ. Trong thời gian ngắn 5 tháng, tuy nhiên mình học hỏi, thứ nhất là học hỏi rất nhiều từ các đồng đội của mình. Đó là những người rất là có trách nhiệm, những người không phải là như mình nghĩ ban đầu là chỉ là vì cá nhân, mà đây là tinh thần đồng đội rất là cao và trách nhiệm rất là cao. Và cái sự cho đi là nhận, mình ban đầu mình vào mình cũng chưa hiểu, nhưng sau đó mình hiểu rằng đúng là cho đi là vô tư, nhưng một ngày nào mình sẽ nhận được, chính là những cái đối tác của mình sẽ không phải chính người đó, mà những đối tác khác, những cái cầu nối khác sẽ đáp lại cho mình. Đó là giống như là một quả ngọt mà mình sẽ nhận được. Vâng, chính xác đó anh. Đó là những gì mà BNI đang làm. Đó là giá trị cho đi là nhận. Vậy thì với anh á, sau 5 tháng, việc cho đi của anh là như thế nào ạ? Dạ.
Em chỉ có 5 tháng cho nên sự cho đi em cũng rất là khiêm tốn, là em sẽ truyền đạt những cái kiến thức mà kiểm toán độc lập. Nói thật là cái ngành nghề của mới Việt Nam hình thành năm 90 91 đây, cho nên là các chủ doanh nghiệp rất là nghe và rất là phấn khởi. Đó là không phải kiểm toán độc lập chỉ là ra một cái báo cáo, mà kiểm toán độc lập là cái người chuyên môn rất cao, phát hiện những cái gì sai sót hoặc những cái khe hở của doanh nghiệp, khe hở về kế toán, khe hở về quản lý kho, khe hở về quản lý tài chính, khe hở về các cái bộ phận trong công ty. Cho nên là kiểm toán độc lập ngoài là phát hành cái báo cáo kiểm toán độc lập là ký tên đó là đảm bảo tính trung thực hợp lý, nhưng là có mang lại một cái giá trị cao hơn, đó là thư quản lý gửi cho các chủ doanh nghiệp nêu ra những vấn đề sai sót và tư vấn họ chỉnh sửa để mà hạn chế những sai sót cũng như là những cái rủi ro về thuế hoặc là truy thu về sau này. Đó là một cái điều mà doanh nghiệp rất là hào hứng, và cái đó là cái sự tạm gọi là sự cho đi nhỏ bé của mình. Và thứ hai là mình cũng có one to one rất là nhiều. One to one của mình hiện bây giờ là rất là nhiều trên cái bảng, như là mỗi tháng là mình mỗi tuần là mình one to one cũng ba bốn năm người gì đó. Nói chung là cũng tìm hiểu cũng cũng như đó là một cái ngành mà khác biệt so với trong 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 các thành viên của mình. Trên các anh chị thành viên rất là tò mò và rất là hỏi thăm, cũng lo lắng, thì cho nên đó mình cũng tư vấn rất là nhiệt tình. Tại bản thân mình là kiểm toán viên, là cũng là cử nhân luật, cho nên mình mà mình rất là nhiệt tình trong đó. Đó là một cái sự cho đi nhỏ bé. Mình không có nờ hà, không có thời gian nghỉ ngơi hay là gì, mình có thể là cho đi một thời gian đó, và mình hy vọng là sẽ được nhận lại nhiều cái. Và thật sự mình có nhận lại rất là nhiều cầu nói, và anh em rất là quý mến mình, ngay cả là đang họp với anh mà cũng có người điền tới và sẽ giới thiệu này nọ và cũng chia sẻ. Xin cảm ơn. Hay quá anh. Với nghề kiểm toán á, thì thời gian để ra ngoài giao tiếp hoặc là cái việc đi giao tiếp nó không phải là đơn giản. Tại vì mình thường là mình dính với giấy tờ, mình dính với máy móc. Và cái bản tính của những người kiểm toán đó là những người phải tập trung vào công việc, những người phải vô cùng tỉ mỉ. Hoặc nói đơn giản đó là những người cầu toàn, đó là những người mà chỉ thích những con số, số liệu, chỉ thích ngồi trong phòng làm việc với máy tính và ít khi giao tiếp. Nhưng mà ở anh Đồng thì lại thấy sự khác biệt. Cái sự khác biệt đó là anh có sẵn hay là khi vào BNI thì anh buộc lòng anh mới phải thay đổi anh? Dạ, xin trình bày với anh như thế này. Đúng như anh nói, cái nghề kiểm toán độc lập là con người mình lúc nào nhìn cũng có cái vẻ gì mà bí mật, hoặc là cái vẻ gì đó là rất là kín đáo. Tại vì mình làm chuyên môn mà, trong cái kiểm toán độc lập có một cái chuẩn mực, đó là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đó là cái sự bảo mật thông tin tuyệt đối. Và thứ hai là mình không được chia sẻ bất cứ bên thứ ba nào về một thông tin của doanh nghiệp. Đó là vi phạm, đó là tính bảo mật. Cho nên thông thường mình rất là kín đáo, nó chỉ phù hợp với chuyên môn. Nó thật sự sự kín đáo nó phù hợp với chuyên môn. Còn về ngoại giao, về quan hệ, về đi kinh doanh, về kết nối, về cộng đồng, về hiệp hội thì mình thấy mình phải thay đổi. Chính vì vậy vào đây mình cảm giác người mình nó thay đổi, nó mở ra nhiều cái tầm nhìn. Khi nào chuyên môn là chuyên môn, khi nào ngoại giao là ngoại giao, khi nào trao đổi đối tác, khi nào đồng đội, khi nào kết nối kinh doanh, thì lúc đó mình sẽ thay đổi hẳn để phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Xin cảm ơn. Trước đây thì anh Đồng đã tham gia nhiều hiệp hội cho anh, và anh có thể mình có thể làm một bước bước so sánh nhỏ nhỏ là các hiệp hội của anh tham gia với BNI như này thì khác nhau như thế nào anh? Dạ, xin báo cáo anh là công ty Tri Thức Việt tham gia hiệp hội hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là năm 2011, mình nhớ là chính xác là 2011. Thì hiệp hội VAC Bay, hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam viết tắt là VAC Bay, đó là hiệp hội chuyên môn. Là hiệp hội này là trách nhiệm thứ nhất là kiểm soát chất lượng của các thành viên để mà hướng họ có chất lượng ngày càng tốt hơn. Thứ hai là đào tạo chuyên môn cho các kiểm toán viên để mà đảm bảo rằng chất lượng của ngành nghề kiểm toán nói chung và chất lượng kiểm toán của công ty đó nói riêng phải đảm bảo, để mà đảm bảo uy tín cho xã hội, cho như người sử dụng cái dịch vụ kiểm toán độc lập. Đó là về toàn bộ là về chuyên môn, về đào tạo, về chuyên môn kiểm soát chất lượng. Tóm lại là hai cái đó là chính. Thứ hai là hiệp hội Alineo Global, đó là viết tắt là AG, đó là hiệp hội các công ty kiểm toán độc lập của quốc tế. Đó, hiệp hội các công ty kiểm toán độc lập quốc tế này
có trụ sở tại Mỹ và hiện bây giờ nó là có trên 85 quốc gia, có thành viên trên 85 quốc gia, và doanh thu của hiệp hội này mình đang tham gia này vào năm 2017, hiện bây giờ tổng doanh thu của nó là đứng thứ hai của thế giới và đứng thứ tư ở châu Á Thái Bình Dương về quy mô doanh thu. Thì ở đây mình nhận được rất là nhiều cái cũng là đào tạo chuyên môn, cũng là kiểm soát chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, thì mình cũng nhận được kiểm soát chất lượng và đào tạo chuyên môn ở cấp độ là quốc tế. Còn B9 này hoàn toàn là nó một cái môi trường mới, một cái hiệp hội mà hoàn toàn khác biệt, đó là không phải là gì chuyên môn, không phải là kiểm soát chất lượng, mà đó là sự chia sẻ kinh nghiệm về kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối và truyền cho mình được những cái giá trị khác, đó là trách nhiệm, tinh thần đồng đội và sự chia sẻ, cũng như là giá trị cốt lõi là cho đi là nhận lại, tinh thần trách nhiệm, yêu thương đồng đội, đó là sự khác biệt. Mỗi hiệp hội có một cái mục tiêu cũng như là cái cách thức cũng như là cái hoạt động khác nhau, đúng không anh? Và mỗi hiệp hội sẽ đem lại cho chúng ta những cái giá trị khác biệt. Hy vọng là BNI sẽ mang đến cho anh những cái giá trị rất là lớn. Và như anh vừa có chia sẻ là cho đi chính là nhận lại. Anh cũng đã cho đi. Vậy thì sự nhận lại của anh hiện nay là cái gì anh? Sự nhận lại của mình đó, thứ nhất là cái tinh thần đồng đội của mình có trách nhiệm với mình. Đó là một cái sự quan tâm, một cái sự là giới thiệu, một cái sự là chia sẻ những cái khách hàng, những cái đối tác của họ, những cái mối quan hệ của họ. Đó là cái rất là to lớn, chứ không phải là mình cho họ để mà mình mong nhận từ họ. Thế là bước đầu mình đã có kết quả rồi đúng không anh? Mặc dù là cái ngành nghề của mình nó khá đặc biệt, nhưng mà bước đầu đã có kết quả. Đã có sự lắng nghe, đã có sự quan tâm, đã có sự hỗ trợ từ các anh đồng đội. Và chắc chắn là nghề nghiệp của chúng ta cũng như là khách hàng của chúng ta sẽ ngày càng được mến nhiều hơn. Anh Đồng ơi, cái nghề của anh á, có muốn nói một điều mà tôi cũng đang rất là quan tâm. Đó là anh viết phát hiện ra những cái lỗi của các doanh nghiệp và anh có sửa sai. Cái phát hiện thì ok rồi đấy, phát hiện thì biết đó là cái chuyên môn của anh. Vậy thì anh sửa sai cho các doanh nghiệp là sửa như thế nào? Và cái thời gian mà mình có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp là bao lâu để cái lỗ hổng hoặc là những cái sai đó của họ được có thể thay đổi? Anh có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Thì trong một cuộc kiểm toán thì với kiểm toán viên là cái chuyên môn rất là cao. Kiểm toán viên có nghĩa là mình phải thi đạt được cái chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức. Đó là một chứng chỉ có giá trị cao trong xã hội và khẳng định đó là một nghề nghiệp. Nghề nghiệp đó là nghề nghiệp kiểm toán. Vì vậy khi mà làm một cuộc kiểm toán thì các kiểm toán viên ngoài cái việc mà đưa ra cái thư kiểm toán là tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính, thì kiểm toán viên còn mang một cái giá trị cụ thể là công ty mình là công ty Tri Thức Việt mang lại một cái giá trị, đó là thư quản lý cảnh báo những cái sai sót cho các chủ doanh nghiệp. Bên cạnh cảnh báo những sai sót đó, mình tư vấn sai sót này ảnh hưởng như thế nào tới công ty và hướng xử lý như thế nào, mình cũng nêu ra luôn. Mình ví dụ bây giờ hàng tồn kho ghi trên sổ nó khác với tồn kho thực tế, thì ảnh hưởng là khi mà kiểm tra đối chiếu là không có phát hiện cái sự thất thoát hàng hóa, sự mất hàng hóa hay là sự ghi nhận bị nhầm lẫn. Và hướng xử lý là phải thường xuyên kiểm tra, thường xuyên tổ chức kiểm kê có tham gia của bộ phận kế toán và ban giám đốc để phát hiện tại sao sai lệch, để mà xử lý kịp thời, chứ không để mà dồn lại mà 5-3 năm rồi lúc đó là nó rất là khó khăn để xử lý. Đó là mình xử lý ngay, và lúc đó là xử lý như thế nào thì nhiều khi là mình tư vấn luôn, bây giờ phải như vậy, chứ không phải là chỉ đưa ra cái lý thuyết mà đây là mình thực tế. Anh có thể giao cho tôi thực hiện cái việc này không, thì tôi cung cấp một dịch vụ khác ngoài cái dịch vụ kiểm toán, đó là kiểm tra đối chiếu. Đó là những cái việc và giá trị mang lại như vậy, và sẽ tăng thêm một cái giá trị dịch vụ cho mình thêm, đó là giá trị thứ hai. Có nghĩa là mình phát hiện chỗ sai và mình sửa sai cho doanh nghiệp dùng luôn. Một combo chọn gói đúng không anh? Dạ đúng ạ. Vâng, một câu hỏi nữa đến với anh. Khi sinh hoạt ở các hiệp hội khác thì cái giá trị chuyên môn được đề cao, chất lượng cũng được đề cao. Nhưng khi vào BNI thì có những điều hoàn toàn khác biệt.
chẳng hạn như là KPI của BNI. Có lẽ là chưa có hiệp hội nào có KPI đúng không anh? Mà riêng với BNI thì có KPI. Vậy cái cảm giác của anh như thế nào khi mà đến với BNI phải chịu những cái gọi là kỷ luật khá là khắt khe, cũng như là việc thực hiện KPI nó giống như là một doanh nghiệp á, trong khi anh lại đang làm chủ của doanh nghiệp mà vào đây anh phải phải làm giống như là phải phải theo một cái khuôn mẫu khác, thì ý kiến của anh như nào anh? Cảm ơn câu hỏi này rất là tuyệt vời. Em cũng muốn chia sẻ, có thể là không vào anh hỏi à, ban đầu vào vào BNI em thấy cái tinh thần trách nhiệm và cái cách hoạt động quá chuyên nghiệp, quá khắt khe, quá gọi là quá khuôn mẫu, quá chuẩn mực, thì em cũng lo lắng là mình quá bận nhiều việc, tại vì mình cũng vai trò là quản lý trụ sở chính ở Bình Dương, chi nhánh 1 Hồ Chí Minh, chi nhánh 2 ở Hà Nội, thì mình lo lắng là không biết mình có đủ thời gian để tham gia không, và nếu mình không tham gia như thế này, mình cứ đèn đỏ đèn xám hoài như thế này, liệu mình có còn tồn tại ở trong hiệp hội của mình được không? Hoặc là cái câu phong vân thứ hai, mọi người làm việc rất là xôn xao, mọi người dành thời gian rất là nhiều để mà vì đồng đội, để mà vì sự cho đi, để mà họ nhận lại, hay là sự trách nhiệm, yêu thương, tinh thần, sự đoàn kết. Mình cũng suy nghĩ là không biết là mình có thực hiện được không? Đó, về thời gian, về cái trách nhiệm, về mình không biết. Nhưng tuy nhiên, đúng là đó là cái ban đầu mình cảm thấy áp lực. Tuy nhiên khi đã vào rồi, mình cảm nhận một điều rằng đó là tính kỷ luật càng cao, tính đồng đội càng cao, đoàn kết càng cao, thì cái đó là sự thành công chắc chắn sẽ đến. Thì không lý do nào mình không sắp xếp được thời gian, không bàn giao lại công việc cho người khác để mình tham gia hiệp hội này, để mà mình bản thân mình ngày càng có tính kỷ luật cao, có cái sự ngoài chuyên môn thì mình cũng có những cái kỹ năng khác, đó là kỹ năng về ngoại giao, kỹ năng về hiệp hội, kỹ năng về học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng về đi trao đổi những cái xã hội để mà mang cái tầm cao hơn ngoài cái sự chuyên môn của mình. Đó là một cái sự là cơ hội để cho mình phát triển về bản thân, và cũng là sự phát triển cho công ty, có nhiều sự kết nối hơn, có nhiều cái mở rộng được cái không những là trong gói ghém trong những cái khách hàng truyền thống, mà đó là sự mở rộng tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Hay quá. Như thế thì có nghĩa là chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái khó ban đầu mà BNI đã mở ra một những cái cơ hội mới, những cái nguồn năng lượng mới cho tất cả anh em chúng ta, đúng không anh? Yeah. Nếu mà tuân thủ những cái kỷ luật, những cái khuôn mẫu của BNI thì chắc chắn là sẽ có những thành công. Câu hỏi tiếp cho anh á, là anh tham gia vào giai đoạn mà dịch bệnh bùng phát khá là nặng nề trên khắp cả nước, đặc biệt là Bình Dương. Lúc đó là tháng 8, tháng 9. Thì cái việc mà tham gia BNI á, và cái lúc mà dịch bệnh như thế, họp chủ yếu online á, thì nó có hạn chế gì không anh? Dạ, xin báo cáo với anh là mình tham gia BNI là toàn bộ là họp online hết. Chỉ có offline là cái tuần đầu tiên thứ sáu vừa rồi là mình được họp offline, là mình là cuộc họp offline đầu tiên và mình là người trình bày đầu tiên, thì mình mới gặp được đồng đội, mình mới cảm giác là đúng là họp online nó có nhiều cái bất cập, ví dụ như là có thể là có tạp âm này, hay là có cái sự không có tập trung này, hay là ngồi một cái vị trí trong cái nơi cơ quan, cho nên không có được sự chuyên nghiệp nè. Nhưng mà họp offline đúng là rất là chuyên nghiệp, một cái sự bài bản, một cái tổ chức, một cái trong ban LT như được đào tạo rất là bài bản, mình là thành viên, mình cảm giác rất là chuyên nghiệp. Ngay cả ngành kiểm toán mình gọi là chuyên nghiệp, nhưng mà mình cảm giác là đúng là có thể là mình phải học hỏi thêm, cái sự chuyên nghiệp rất là cao. Tổ chức từ khi bắt đầu là giới thiệu, rồi quy trình họp, rồi công bố, rồi nói chung là rất là chuyên nghiệp. Mình cảm giác là họp offline rất tuyệt vời, và ngày đầu tiên mình được họp, mình cảm giác đúng là rất là hay và có giá trị rất là cao. Và sự kết nối gặp gỡ với nhau, tay bắt tay, mặt đối mặt nhau, đúng là một sự niềm nở, mà không có sự phân biệt công ty lớn, công ty nhỏ, anh giàu, anh có, hay là anh làm ngành nghề gì, chúng ta là một nhà. Mình thấy anh em rất là thâm tình, rất là hợp ý với nhau, và đó là một cái sự mình khẳng định, đó là giống như là một anh em ruột với nhau, cái sự đoàn kết rất là cao. Hay quá anh nhỉ. Hôm nay thì cũng phải nói là rất là cảm ơn anh Đồng đã thu xếp
cuộc phỏng vấn này trong thời gian rất là ngắn. Chiều hôm qua thì có điện và anh Đồng cũng đồng ý để hôm nay chúng ta thực hiện luôn. Và cũng lại rất là may mắn là ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà Rivers họp lại. Và được biết là anh Đồng lại là người được trình bày bài 5 phút của cái buổi mở đầu cho cuộc họp chapter trong năm 2022, và cũng là sau một thời gian rất là dài. Đó cũng là một sự ghi nhận, một sự tiến bộ của anh trong chapter. Anh có thể chia sẻ cái cảm xúc, cái kỷ niệm mà khi mà mình đứng trước đồng đội của mình và mình chia sẻ cái ngành nghề của mình nó như thế nào không anh? Trước khi mà chủ tịch Đồng Thị Hậu giao cho mình làm cái bài thuyết trình 5 phút, cái này là mình đã xin trước Tết rồi, nhưng mà vào thì không ngờ là cô Hậu sắp xếp cho mình làm cái buổi họp đầu tiên liền của năm liền. Thì lúc đó mình vừa mừng, nói thật là mình có được, cũng sẽ có cơ hội để chia sẻ, và mình vừa lo mình phải chuẩn bị liền. Lúc đó là mình soạn liền những cái slide và mình chạy liền tới gặp cái trưởng ban đào tạo là anh Đặng Đình Hoan. Anh Hoan xem lại giùm em lướt qua nội dung, thì anh Hoan góp ý rằng quá dài không được, chỉ nhấn mạnh những cái gì mà đặc biệt trọng tâm, và trình bày này thứ nhất anh muốn người ta nghe cái gì, thứ hai anh muốn nhấn mạnh điều gì, thứ ba là anh mong muốn đạt được cái gì, thứ tư là cái sự khác biệt của anh so với những cái đối tác của anh là gì. Mình nắm được bốn cái đó là gì, mình làm trong vòng một đêm là bữa sau mình trình bày rất là tự tin, và mình cảm giác là giống như là một cái buổi nói chuyện chia sẻ giống như những cái hiệp hội doanh nhân hoặc là hiệp hội doanh nghiệp á. Ví dụ như bên có nhiều cái hiệp hội doanh nghiệp các nước như là Trung Quốc nó cũng có hiệp hội, Hàn Quốc cũng có, Nhật Bản gì, mình đứng nói chuyện rất là tự tin, và mình không còn phải là thành viên mới nữa, mà cảm giác là đồng đội tán thưởng vỗ tay thì mình cảm giác rất là tự tin, và mình trình bày 5 phút và mình giải thích những cái vấn đề, mình cảm giác là rất là gần gũi. Không, lúc đó cái sự lo lắng mình không còn nữa, mình coi như là anh em trong nhà, và mình cảm giác là rất là tuyệt vời. Cái đó là cái cơ hội chứ không phải là đúng là cái cơ hội được cho mình rất là quý, chứ không phải là cái áp lực của mình phải làm. Xin cảm ơn. Nghe anh nói mà thấy nguồn năng lượng dồi dào đúng không anh? Khi vào một hiệp hội với những người yêu thương mình, với những nguồn động lực, với những sự cổ vũ như thế, thì cái năng lượng làm việc, cái năng lượng tích cực của chúng ta ngày càng phát triển bùng nổ hơn đúng không anh? Vâng, vậy thì qua 5 tháng anh có những cái kỷ niệm nào, có những cái khoảnh khắc nào, hoặc có những điều gì muốn chia sẻ với cộng đồng BNI của chúng ta được không anh? Qua 5 tháng thì mình có hai cái kỷ niệm đáng nhớ. Mặc dù là mình thành viên mới, nhưng đồng đội đã ghé thăm công ty của mình, khoảng hơn 20 đồng đội. Mà mình cảm giác là mình là thành viên mới, mình cũng chưa có được đóng góp gì, nhưng mà được đồng đội ghé thăm, mình rất là vinh dự. Cái đó là cái vinh dự đầu tiên của mình, là được đồng đội quan tâm, được đồng đội tới để mà tìm hiểu về sản phẩm, để mà chia sẻ những cái sản phẩm của mình cho đối tác của họ. Hay là đó một điều, đó là sự quan tâm, sự chia sẻ, sự giống như là đúng là sự cho đi của các đồng đội. Đó là thứ nhất. Thứ hai là các đồng đội của mình bất kỳ thời gian nào mình đang khó khăn cái gì, ngay cả việc mà sử dụng app đi, đồng đội hướng dẫn rất là nhiệt tình luôn. Mình cảm giác là em đánh không, anh tới anh chỉ em, thôi anh ở đó anh chạy tới, không cần, anh gần đây anh biết em. Là một cái sự mà mình cảm giác là tự nhiên sao anh này quá nhiệt tình luôn, mà mình chưa có giúp ảnh được cái gì hết, mà trong cái đó mình lại giống như mình làm phiền á, cho nên cái đó. Nhưng mà thực sự đó là hình như là mấy anh em rất là vui, chứ không phải là làm phiền nữa. Đó là cái sự ngạc nhiên thứ hai của mình. Đó là còn thứ ba là mặc dù mới vào luôn, nhưng mà đồng đội lại giới thiệu cho mình khách hàng. Mình nói mình lại ngại, mình chưa giúp gì, mặc dù là khách hàng của mình cũng trên 500 khách hàng chứ ít, mình chưa có tìm được cái sự giới thiệu nào. Trong đó mới vào được giới thiệu khách hàng, có doanh thu cho công ty, mình cảm giác rất là vui, mà mình cảm giác rất là lâng lâng. Mặc dù nó không cao, nhưng mà cái đó là sự ghi nhận, mình ghi nhận từ đồng đội mình. Đó là một sự mang ơn mà mình sẽ cố gắng tìm để mà mình đáp lại. Đó là sự cho đi của mình, nhưng mà mình chưa làm được, nhưng sau đó mình đã thực hiện được, là mình cũng cố gắng. Mình suy nghĩ hoài,
đồng đội cho mình phải làm gì đây, làm gì đây. Thế là mình cũng cho đi rất là nhiều cơ hội, thật sự là cũng cũng cơ hội nó không có nhiều, 10 cơ hội nhưng mà doanh thu là khoảng 100 triệu thôi. Nhưng mà cái đó là sự cố gắng của mình, thì đồng đội lại nó thành viên mới nhưng có sự đóng góp, thì ngược lại họ hả, thành viên cũ lại, thành viên khác lại càng tích cực với mình. Mình cảm giác là tới thăm mình rồi điện thoại one to one rồi, rồi cà phê rồi, tự nhiên mình cảm giác nó có sự gắn bó, một sự đoàn kết mà không rút ra được. Đó là cái những cái cảm xúc, những cái chia sẻ, những cái kỷ niệm của mình xin trình bày như vậy. Nghe anh nói thôi mà bản thân tôi cũng cảm thấy gọi là cái sự ấm áp, cái sự cái tình đồng đội nó gắn kết với nhau. Bởi vì thực ra trong thương trường bây giờ thì có được những cái điều mà như anh vừa nói á, thì nó rất là hiếm anh ạ, rất là hiếm đó. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là xung quanh chỉ là sự làm sao nhỉ, tự bảo vệ mình, làm sao đó tranh quyền đoạt lợi, làm sao đó cho mình có được cái quyền lợi cao nhất thôi, chứ ít khi nghĩ đến người khác. Nhưng với BNI thì chúng ta cảm nhận những điều hoàn toàn khác, đúng không anh? Và những chia sẻ của anh Đồng thì rất là có ích, và đây là những bài học, những cái kinh nghiệm thực tế từ một người, từ một anh mới tham gia chỉ có 5 tháng thôi. Và hy vọng là trong thời gian tới, mối gắn kết của anh với anh em đồng đội, cũng như là những cái giá trị kinh doanh của mình, những cái cơ hội đến với anh và cộng đồng đồng đội của anh trong chapter ngày càng nhiều hơn. Và xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại. Xin tạm biệt anh Đồng, xin tạm biệt toàn thể quý vị.